Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, chị Nguyễn Thị Thoan, tổ 9, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chồng và con trai đều mắc bệnh tâm thần, mọi việc trong gia đình đều do chị Thoan lo toan gánh vác. Cuộc sống khó khăn là thế, song chị Thoan vẫn đang nỗ lực cho con đi học với mong muốn con biết chữ, biết tính toán để có thể lo cho cuộc sống sau này. Chồng chị Nguyễn Thị Thoan, tổ 9, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ bị tâm thần từ nhỏ và bệnh ngày càng có dấu hiệu nặng hơn. Mỗi khi phát bệnh là đập phá đồ đạc trong gia đình, la hét đánh người, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Thương cho hoàn cảnh và số phận đó, chị Thoan đã nguyện chăm sóc làm chỗ dựa tinh thần cho anh cả đời. Song hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm 2013, sau khi sinh được đứa con trai thì chị Thoan phát hiện con vừa bị bệnh tâm thần, vừa bị thiểu năng trí tuệ đặc biệt nặng. Đau khổ, tuyệt vọng, nhưng thương chồng, thương con, chị lại kiên cường hơn mỗi ngày. Chị Thoan hiện đang làm đủ nghề, đủ việc để có tiền lo cho cuộc sống gia đình và thuốc thang cho chồng con. Đối với bệnh của con trai chị Thoan, ngoài uống thuốc hàng ngày thì vẫn phải thường xuyên về các bệnh viện lớn tại Hà Nội để thăm khám và điều trị. Mỗi lần như thế, chi phí đều rất tốn kém và ngoài khả năng chi trả của gia đình. Tôi làm ruộng và ai thuê mướn việc gì tôi cũng làm hết ạ, để kiếm sống nuôi cháu ăn học. Tôi trồng cả rau, cấy ruộng rồi chăn nuôi lợn gà rồi công việc đồng áng mọi việc đều do mẹ hết ạ. Mẹ thì cũng bị bệnh u lạc cổ, đi khám là khám tổng quát cho cháu hết ạ. Một lần thì hết khoảng hơn chục triệu. Đi tiền khám còn tiền đi về thì không kể. Em mong muốn là sau này em trở về già để con em biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết kiếm tiền như mẹ để lo cho cả cuộc sống ạ. Khó khăn là thế, nhưng chị Thoan vẫn đang cố gắng để cho con được theo học tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh, với mong muốn con có thể biết đọc, biết viết và có thể lo cho cuộc sống của bản thân sau này. Bà con cũng động viên tinh thần, chứ vật chất thì cũng hạn chế, không có nhiều. Thế nhưng mà còn điều kiện ở đây thì gia đình cũng rất tích cực, chịu khó làm ăn. Thế nhưng mà nó điều kiện để sức khỏe nó không có bươn trải ra ngoài được, không thể buôn bán hay kinh doanh cái gì được vì điều kiện không có. Thế còn về phường thì bên chính sách thì các lãnh đạo phường cũng đã quan tâm đến ngày, ví dụ như trong năm thì những ngày Tết, rồi thì các cái ngày lễ, ngày Tết thì cũng có quà cho cháu trong gia đình. Hiện nay gia đình chị Thoan đang ở trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp và đang trực chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Song để sửa chữa lại hoặc xây mới là điều không thể đối với gia đình chị Thoan. Gia đình chị Nguyễn Thị Thoan cư trú tại tổ dân phố 9 là một trong những gia đình mà có cái nhà ở đã bị xuống cấp. Thế thì trước cái điều kiện như thế thì ở chính quyền địa phương cũng cái nguồn lực để mà hỗ trợ thì cũng không bảo đảm để hỗ trợ cho gia đình nhà này để có thể xây dựng được cái nhà ở. Chúng tôi cũng mong muốn để đạt được với các cấp, các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp có những cái tấm lòng để hỗ trợ giúp đỡ cho những cái người mà có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn có cái cơ hội để vươn lên trong cuộc sống. Cuộc sống khó khăn bế tắc đang hiện hữu trong ngôi nhà của chị Thoan, rất mong sự chung tay giúp đỡ của các cấp, các ngành và các mạnh thường quân để gia đình chị vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống lâu dài. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Thoan, tổ 9, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hoặc chuyên mục Nhịp cầu nhân ái Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Số tài khoản 8900-211-000025, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên. Đến đây, chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.